Phòng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 là mốc son lịch sử, là minh chứng vĩ đại của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, là kỳ tích tạo nên chuỗi thắng lợi liên tiếp của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 mãi mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bị cáo Hồng Sóc Bio đã thừa nhận phạm tội biển thủ, nhưng vì là phạm tội lần đầu bị xử tù 1 năm. Dì thật sự phải làm vậy hả? Con sẽ không còn chỗ nào để đi hết đó. Ai kiếm tiền cho con chứ? Con chỉ có mỗi việc tiêu tiền hoang phí như vậy, sao lại bị căng thẳng hả? Dì ấy đã chăm sóc ba nhiều hơn những người chung huyết thống với ba. Từ bây giờ chị gọi dì ấy là mẹ không được sao? Sao vậy dì? Có chuyện gì hả? Trước mỗi sự kiện lớn, dì luôn đến căn phòng này để báo với chủ tịch. Anh là gì của ông Châu vậy? Hey, chuyện đó đâu có quan trọng, nhưng tôi rất để ý chuyện đó. Bà thấy xấu hổ về bản thân mình vì đã nhiều lần hỏi tiền của con. Bà cũng có cái gọi là liêm sĩ. Con là ai vậy? Mẹ nói gì vậy chứ? Mẹ đã quên mất con trai của mẹ rồi sao? Chúng ta ghép mẹ với giám đốc trụ sở để họ kết hôn đi. Giờ chị còn mơ tưởng sao? Mau tỉnh dậy. Con đã nói gì đừng can thiệp rồi mà. Không được. Khi dì thấy mình có việc cần làm thì nhất định phải làm được. Con nói là một lần nữa, không chỉ là chuyện của anh Chu, dì đừng can thiệp chuyện của con nữa. Chết rồi, rơi khỏi vách núi. Chào chủ tịch. Tên bị truy nã còn có súng sao? Lúc nghe ngóng tin tức nhất định phải chú ý sự an toàn của bản thân. Chạy mau, chạy đi. Thân Thế Kiệt, anh làm đủ mọi chuyện khốn nạn, người không có kết cục tốt sẽ là anh đó. Phim Dưới Ánh Mặt Trời. Chu Tử Thư cung tiễn Lý Đại Nhân lên đường. Đại Nhân tài quả Linh Đồn Quán Thắng sẽ bắt đầu từ hôm nay. Nếu như Dương Gia muốn thì xin cứ lấy mạng Tử Thư. Quân tử chết vì tri kỷ, ta mạo hiểm vì huynh thì đã sao? Gặp thân giết thân. Bộ phim Sơn Hà Lệnh.
vaccine phòng COVID-19, tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch. Lợi ích của việc tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn. Tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ. Giảm mắc bệnh nặng. Giảm khả năng nhập viện. Ngăn ngừa tử vong. Lịch tiêm vaccine đầy đủ và đúng hạn. Tiêm 2 mũi cơ bản với khoảng cách tùy theo quy định của nhà sản xuất. Tiêm nhắc lần 1 ít nhất 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Tiêm nhắc lần 2 ít nhất 4 tháng sau tiêm mũi nhắc lại lần 1. Tiêm nhắc lần 2 đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm nhắc lần 1 thì trì hoãn tiêm trong 3 tháng kể từ ngày mắc COVID-19. Tiêm đầy đủ và đúng hạn bằng cách tiêm tất cả các mũi nhắc lại theo khuyến cáo. Chu Tử Thư cung tiễn Lý Đại Nhân lên đường. Đại Nhân tài quả linh đột quán thắng sẽ bắt đầu từ hôm nay. Nếu như Dương gia muốn thì xin cứ lấy mạng Tử Thư. Quân tử chết vì tri kỷ, ta mạo hiểm vì huynh thì đã sao? Gặp thân giết thân. Bộ phim Sơn Hà Lệnh. Bị cáo Hồng Sóc Bio đã thừa nhận phạm tội biển thủ, nhưng vì là phạm tội lần đầu bị xử tù 1 năm. Dì thật sự phải làm vậy hả? Con sẽ không còn chỗ nào để đi hết đó. Ai kiếm tiền cho con chứ? Con chỉ có mỗi việc tiêu tiền hoang phí như vậy, sao lại bị căng thẳng hả? Chị ấy đã chăm sóc ba nhiều hơn những người chung huyết thống với ba. Từ bây giờ chị gọi dì ấy là mẹ không được sao? Sao vậy dì? Có chuyện gì hả? Trước mỗi sự kiện lớn, dì luôn đến căn phòng này để báo với chủ tịch. Anh là dì của ông Châu vậy? Hey, chuyện đó đâu có quan trọng, nhưng tôi rất để ý chuyện đó. Bà thấy xấu hổ về bản thân mình, dì đã nhiều lần hối tiền của con. Bà cũng có cái gọi là liêm sĩ. Con là ai vậy? Mẹ nói gì vậy chứ? Mẹ đã quên mất con trai của mẹ rồi sao? Chúng ta ghép mẹ với giám đốc trụ sở để họ kết hôn đi. Giờ chị còn mơ tưởng sao? Mau tỉnh dậy. Con đã nói gì đừng can thiệp rồi mà. Không được. Khi dì thấy mình có việc cần làm thì nhất định phải làm được. Con nói là một lần nữa, không chỉ là chuyện của anh Chu, dì đừng can thiệp chuyện của con nữa. Chết rồi, rơi khỏi dãy núi. Chào chủ tịch. Tên bị truy nã còn có súng sao? Lúc nghe ngóng tin tức nhất định phải chú ý sự an toàn của bản thân. Chạy mau, chạy đi. Thân Thế Kiệt, anh làm đủ mọi chuyện khốn nạn, người không có kết cục tốt sẽ là anh đó. Phim Dưới Ánh Mặt Trời. Đó là tình huống của chương trình khi mà có một người bạn rủ Hùng Hạp làm ăn chung thanh thức, anh ấy sẽ làm như thế nào? Không, mà thật ra đến với chương trình này có người yêu chưa có người yêu hay không có người yêu nó không quan trọng, mà cái chuyện mà chúng ta cùng nhau tập trung giải mã cái người đàn ông đằng kia. Hết thời gian rồi các bạn. 3, 2, 1, 2, 3. A, C, và C. Đi cái từ nào nó gần nhất với mình hiện tại nha. Giờ trong trường hợp này, cái người đàn ông đó, cái nhân vật đó sẽ làm gì? Nó nghe mình góp ý chương trình, ví dụ trả lời sai trừ điểm đi. Đây là hộ nghèo, đừng có hại hộ nghèo. Ba Nhật B. B. Anh tính một cái là dính luôn. Yeah.
Nhà sản xuất Sung Min Yeop. Đạo diễn Ông Cho Song. Kịch bản Kim Hong Chu. Biên tập Kim In Mi. Với sự tham